Lật lại bài Tổng Bí Thư không phát hiện hay không đủ dũng khí báo cáo của Dinh VN, các báo Người Lao Động, Thanh Niên đăng theo đặt tít khác. Quả là có đoạn Tổng Bí Thư dẫn ví dụ như trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xã hội hóa các dịch vụ công, khi phát hiện một số cảng bến, sân bay được công bố sẽ bán cho nước ngoài hoặc một số trường học, bệnh viện công lập được cổ phần hóa, thì phải kịp thời nắm bắt, phân tích, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kịp thời có điều chỉnh cần thiết. Tôi có cảm giác là vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương chưa chú trọng đúng mức việc này, lơi lỏng nhiệm vụ này. Vậy là chuyện người ta đã lần lượt bán những cảng biển, sân bay quan trọng cho nước ngoài là chuyện có thật. Mà thật từ miệng một người được Tập Cận Bình cho bắn 21 phát đại bác chào mừng, như nghi lễ dành cho một nguyên thủ quốc gia. Mà chào mừng là đúng quá chứ còn gì nữa. 21 phát đại bác vào một cuộc tiệc trà, một cái giá quá bèo thay cho việc huy động hơn 1 triệu quân để rồi bị đánh cho tan tác, mà Đặng Tiểu Bình liều lĩnh lấy đó là mũi đột phá cho việc xác lập uy quyền. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Ai bán nước và bán cho ai? Bài viết của tác giả Tương Lai được đăng trên trang Bosit Việt. Không phải bán mớ rau ở chợ, bán cân thịt ở siêu thị, bán cổ phiếu ở sàn chứng khoán mà là bán nước. Nói rõ hơn, bán từng phần của đất nước, mà là những phần quý giá có vị trí thiết yếu đến sự an nguy của Tổ quốc như bến cảng, sân bay. Chuyện thật tưởng như đùa ấy, được một vị tướng từng vào sinh ra tử trong sự nghiệp xả thân cứu nước chống kẻ thù xâm lược, đưa ra trong một cuộc hội thảo tại Hà Nội gần đây. Nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm mà vẫn không tin lắm ở tai mình. Phải gọi điện ra Hà Nội hỏi một người bạn có mặt trong buổi hội thảo ấy. Và rồi tai ù lên không phải đau buốt do vết thương từ chiếc răng hàm vừa phải nhổ vứt bỏ vì vô phương cứu chữa. Nhưng ác lỗi là do nó già cỗi quá mà không chịu rụng cho. Chỉ còn cái chân răng dù đã bị thối rữa vẫn ngoan cố nằm lại. Phải gây tê và đục bỏ từng phần đã vụn nát. Vì thế mà đau buốt cả hơn tuần nay tính từ hôm 17 tháng 2 năm 2017. Thế nhưng lúc này đây thì không phải đau từ đó, mà buốt đau từ chuyện thật đau xót về việc người ta đã bán từng phần của đất nước vừa nhận được. Áp tai vào đoạn cuối của băng ghi âm, nghe thấy mấy lời nói thêm của vị tướng nọ về chất vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với trưởng Ban Kinh tế Trung ương, mới có thể tự tin về tính chuẩn xác của thông tin để viết mấy dòng này. Lật lại bài Tổng Bí thư không phát hiện hay không đủ dũng khí báo cáo của Dinh VN, các báo Người Lao Động, Thanh Niên đăng theo đặt tít khác. Quả là có đoạn Tổng Bí thư dẫn ví dụ như trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xã hội hóa các dịch vụ công, khi phát hiện một số cảng bến, sân bay được công bố sẽ bán cho nước ngoài hoặc một số trường học, bệnh viện công lập được cổ phần hóa, thì phải kịp thời nắm bắt, phân tích, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kịp thời có điều chỉnh cần thiết. Tôi có cảm giác là vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương chưa chú trọng đúng mức việc này, lơi lỏng nhiệm vụ này. Vậy là chuyện người ta đã lần lượt bán những cảng biển, sân bay quan trọng cho nước ngoài là chuyện có thật. Mà thật từ miệng một người được Tập Cận Bình cho bắn 21 phát đại bác chào mừng, như nghi lễ dành cho một nguyên thủ quốc gia. Mà chào mừng là đúng quá chứ còn gì nữa. 21 phát đại bác vào một cuộc tiệc trà, một cái giá quá bèo thay cho việc huy động hơn 1 triệu quân để rồi bị đánh cho tan tác, mà Đặng Tiểu Bình liều lĩnh lấy đó là mũi đột phá cho việc xác lập uy quyền. Nói như viên tướng Lưu Á Châu đã có dịp dẫn ra, dùng chiến tranh để vạch rõ ranh giới với các nước xã hội chủ nghĩa. Ngày hôm trước lời Nhà Trắng, thì ngày hôm sau Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam. Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại, thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách. Muốn cải cách phải có quyền lực,
biện pháp xác định quyền lực nhanh nhất là gây chiến tranh. Thôi thì cứ cho đây là chuyện bên Tàu, cho dù nó có giúp vào việc trả lời câu hỏi vừa đặt ra là bán cho ai cùng với 15 văn kiện vừa được ký kết ở Bắc Kinh, nhưng tạm để đó đã. Trước hết, hãy bàn chuyện bên ta. Đó là chuyện Tổng Bí thư Trọng vừa phát biểu. Tôi có cảm giác là vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương chưa chú trọng đúng mức việc này, lơi lỏng nhiệm vụ này. Một chuyện tài đình như thế mà bây giờ Ngài Tổng Bí thư mới phát hiện ra. Hơn nữa, đây đâu phải chỉ là chuyện của ông trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đây phải là quyết sách lớn của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu chứ. Đành phải hỏi thẳng một câu, có thật ông không biết? Mà vì sao chuyện tài đình như thế mà ông lại không biết? Nếu ông không biết thật, thì với tư cách một công dân đang lo lắng về vận mệnh đất nước đang như sợi chỉ mảnh trước gió dữ của siêu cường hung đồ, lại là một người từng quen biết ông, có dịp trực tiếp nói chuyện với ông, gửi thư ngỏ trao đổi với ông, tôi hỏi ông làm gì với trách nhiệm Tổng Bí thư, đứng đầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư, và là Bí thư Quân ủy Trung ương trong Đảng ủy Bộ Công an, những cơ quan có quyền lực trùm lấp cả nước. Thế mà ai đó bán từng bộ phận của đất nước, những bộ phận quan trọng và bậc nhất như cảng biển, sân bay thì ông lại không biết. Và ông sẽ phải trả lời trước dân, trước đảng ra sao đây? Tại hội nghị Trung ương lần thứ 5 sắp tới đây, ông có đứng ra nhận trách nhiệm trước Trung ương, trước toàn đảng về chuyện tài đình này hay không? Ông Tổng Bí thư vừa nghiêm khắc đưa ra phương châm kỷ luật một người cứu muôn người tại Ban Kiểm tra Trung ương hôm qua. Tốt quá! Xin hãy kỷ luật nặng người chịu trách nhiệm về việc bán từng bộ phận của đất nước trong quy trình bán nước thật nặng nề để cứu đất nước, cứu muôn dân. Phải nói thêm rằng, bán từng bộ phận quan trọng nhất của đất nước là cụ thể và dễ kiểm nhận, rồi từ đó sẽ dẫn tới một khái niệm bán nước mang tính khái quát cao hơn của cả một quy trình, nhưng lại không cụ thể để có thể bắt được tận tay, dây tận chán hay đo đếm ngay được. Nhưng lại là cái biểu tượng tệ hại và đáng ghê tởm, gây phẫn nộ nhất trong tâm thế của Việt Nam, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người Việt Nam có lương tri. Chuyện này lại luôn luôn cực kỳ nhạy cảm trong nỗi lòng mỗi người dân Việt. Cho nên, nhìn suốt tiến trình lịch sử của đất nước ta, những kẻ bán nước dù với bất kỳ lý do, động cơ nào, thì cũng đều ra sức lẩn tránh sự ghê tởm và phẫn nộ đó bằng mọi thủ đoạn từ trắng trợn cho đến tinh vi. Nhưng lưới trời lồng lộng, vì ý dân là ý trời, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Búa rìu của dư luận sẵn sàng giáng xuống đầu lũ bán nước, vì thế chúng ra sức tìm mọi cách lẩn tránh. Thế tránh bằng cách nào? Theo cách chuột chui vào bình vì đã nhận được lời khuyên ném chuột chớ để vỡ bình ư. Nhưng cả lũ chuột đều chui vào bình, thì cắn xé nhau giành chỗ, cũng đủ làm cho bình đổ nhào, vỡ tan từng mảnh. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Ai bán nước và bán cho ai? Bài viết của tác giả Tương Lai được đăng trên trang Bosit Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Tôi sẽ xin hát tặng bài Chúng đi buôn. Gửi tặng cho những cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Không biết các bạn đang đi buôn cái gì, nhưng tôi xin hát tặng các bạn bài này. Sau đây là bài hát Chúng đi buôn của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Chúng đi buôn, buôn cướp, buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước giàu điên. Chúng đi buôn, buôn lưới, buôn non, buôn tuổi hơn, buôn cả. Con mái em lên non cao, trông về xa núi rừng ngập sâu.
Buồn